xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Lại là em Tuấn Audio đây. Thì ngày hôm nay em có lắp một dàn karaoke ở trên Văn Trấn Yên Bái. Đây là thị trấn Văn Trấn nha các bác nhá. Thì đây là trung tâm thành phố luôn. Thì là hôm nay em có lắp một dàn âm thanh, loa là loa JD của thương hiệu Tây Ban Nha. Và bộ xử lý âm thanh thì nó sẽ là đồng bộ PHD nha các bác nhá. Thì hiện tại là gia chủ đang hát rất là vui và phấn khởi. Thì anh em nhân viên bên nhà em vừa set up xong. Thì bây giờ xin mời các bác và anh em cùng ghé qua, gọi là xem qua dàn karaoke này. Trị giá là 42 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, là đây là em đã giảm giá so với tất cả các cửa hàng khác này các bác nhá. Dàn karaoke cực kỳ hay. Đừng bật công bị rút phít nha các bạn nhớ. Đừng cần không bị rút phít nha các bạn nhớ. Loa hiện tại em đang sử dụng là loa JD thương hiệu của Tây Ban Nha. Dàn loa này thì hiện tại đang bán với cả giá là 15 triệu 500 nghìn. Các bác nhớ, thì vừa rồi em đã quay cho các bác xem bộ dàn karaoke. Thì bác chủ rất là ưng ý và anh em đang test rất là hài lòng luôn. Thì nếu mà các bác và anh em đang muốn mua những dàn karaoke như này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các bác nhá. Bên em thì sẽ hỗ trợ lắp đặt từ phân khúc từ 15 triệu đồng cho đến là 100, 200. Thì bên em đều phục vụ hết tất cả các bác và anh em. Nếu mà các bác thì đừng quên follow kênh và liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0974251246 của em Tuấn Audio nha các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em. Thì em Tuấn Audio sẽ tạm thời kết thúc video tại đây. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác và anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phía cửa hàng bên em. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác và anh em nha.